có một mạnh thường quân nói: nếu anh cắt bỏ đi đôi chân, mạnh thường quân sẽ cho anh số tiền. Nếu anh cắt chân thì chị đó sẽ cho một số tiền lớn. Đúng rồi. Đó là cái điều kiện như vậy. Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền gửi về giúp đỡ cho ba cha con anh, gà trống nuôi con, đó là anh có buồn em cũng được. Nhưng mà giờ hiện tại em không thể đưa cái số tiền mặt này cho anh được. Dạ. Thì từ lúc mà em bệnh á thì bắt đầu vợ mới bỏ. Vợ bỏ đi là lấy chồng khác, có con rồi. Đó thì mình cũng nghe em kể. Dạ. Rồi giờ em không có chỗ ở, em phải đi mướn nhà trọ, em đi bán vé số hàng ngày được ngày 100 mấy à, em để nuôi hai đứa con đi học. Dạ. Đó, mà bây giờ em á thì bệnh thời kỳ cuối, bị thận rồi gan, tim đủ thứ hết á. Giờ chân của em nó sưng lên hai bàn chân mà em phải ngồi xe lăn, em đi bán hàng ngày đang để nuôi hai đứa con đi học. Hoàn cảnh của em rất là khổ. Bây giờ em muốn đi nằm bệnh viện nhưng mà em không có tiền, mà bệnh gì cũng là toàn là giai đoạn cuối hết rồi. Nhiều khi em có suy nghĩ quẩn hoài anh, có là đi rồi cho nó khỏe, khỏi cứ suy nghĩ gì hết, khỏi lo gì hết. Nhưng mà nghĩ tới con không có đi được. Đồng và Phạm Tấn, mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của hai anh em. Hiện tại thì Đồng và Phạm Tấn đang có mặt ở Củ Chi. Hôm nay thì sau Tết, Đồng với Phạm Tấn quay trở lại đây thăm hoàn cảnh của ba cha con rất là thương tâm. Đó là hoàn cảnh người cha bị rất là nhiều thứ bệnh, tàn phế, gọi chung là gà trống nuôi con đó. Sau khi người cha bị bệnh nặng á, mà đối diện với nguy cơ là phải tính mạng của mình, liên quan đến tính mạng, thì người vợ bỏ ra đi. Và hiện tại người vợ đã có gia đình mới. Ở video trước khi Đồng với Phạm Tấn quay hình ảnh của ba cha con lên thì nhận được rất là nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị. Do vậy thì hiện tại Đồng nhận được một số tiền ngoài mong đợi luôn, số tiền rất là lớn. Lát nữa chắc Tấn cũng rất là bất ngờ. Wow, hơi nặng anh nhỉ. Nặng. Thì Đồng cũng hôm nay thì quay trở lại đây để mang rất là nhiều niềm vui đến cho ba cha con ha. Thì Đồng hồi tối nhờ có suy nghĩ là liệu sau khi mà người vợ mà xem được video mà hai anh em mình quay lên như vậy, mà số tiền lớn như vậy, thì theo Tấn thì khả năng người vợ sẽ quay trở về đây có không? Thì nói chung là cái từ trước tới giờ anh em mình đi làm thiện nguyện á thì gặp rất là nhiều. Thí dụ như cái lúc mà chưa nhận được tiền á thì có thể là người ta sẽ bỏ đi luôn, và đến lúc mà mình nhận được cái số tiền của quý nhà hảo tâm á lớn á thì là người vợ quay về hoặc người chồng quay về. Đó là thường gặp là như vậy. Thì hôm nay anh Đồng cầm một cái số tiền rất là lớn luôn, quý cô chú anh chị, mà không biết là liệu rằng thì người vợ có muốn quay về nữa hay không. Và ở video trước á, khi mà Đồng với Phạm Tấn đăng tải lên thì người cha chia sẻ thì rất là nhiều bệnh, nghĩa là người cha thì giờ chỉ nằm đó và chờ chết thôi, đi đứng thì không có được này, mọi thứ là do hai người con tự lo cho cha hết, rất là thương tâm luôn. Bây giờ thì không biết là sau Tết thì người cha thì tình hình sức khỏe như thế nào và tình hình của hai con như thế nào. Bây giờ thì Đồng và Phạm Tấn kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng và Phạm Tấn ở video này nhé. Trước khi đi vào thăm hoàn cảnh của hai ba cha con á, thì Đồng cũng xin chia sẻ một xíu về cái sản phẩm mà bột ngải đen và bột ngải chống độc của Đồng với Phạm Tấn á. Ở thời gian đầu khi mà quý cô chú anh chị nhận được sản phẩm á, thời gian đầu một tuần đầu khi mà uống sản phẩm vào thì sản phẩm sẽ giải độc cơ thể này, sẽ tác dụng đến những cái phần cơ thể bị tổn thương. Do vậy thì ở một tuần đầu quý cô chú anh chị sẽ có cái triệu chứng như là cơ thể mệt mỏi và nhức mình nhức mẩy, đó là triệu chứng tốt của sản phẩm. Sản phẩm đang tác dụng vào những cái phần tổn thương, đồng thời là giải độc cơ thể. Do vậy đó là dấu hiệu rất là tốt, nên quý cô chú anh chị yên tâm và kiên trì uống, vượt được qua ngưỡng đó thì sản phẩm sẽ hiệu quả mang lại rất là lớn. Thì đây là giấy trọ của ba cha con hiện tại đang sống. Bữa hôm thì người cha chia sẻ là ba cha con là quê ở Tây Ninh, mời xuống đây lập nghiệp bán vé số.
và được cô chủ trọ ở đây cũng rất là thương dành tặng cho ba cha con là một cái căn phòng mà rộng nhất ở đây. Đúng rồi, mà rẻ rẻ nữa. Rồi, chào chào cả nhà. Chào anh nha. Dạ, chào chị. Hôm nay thì chào cô chú. Hình như là anh là mới anh. Khỏe không anh? Dạ, dạ. Mệt hả? Hôm nay mệt hả? Dạ. Mang đi bán nha. Hồi sau này thấy anh ốm hơn rất là nhiều so với trước Tết em gặp nha. Rồi con gái ra đây. Qua bên này đứng với chú đồng. Điên không? Rồi con trai nay mới cắt tóc nhìn không ra luôn, nãy giờ ngồi đây hả? Rồi anh chào anh nha. Hôm nay thì anh. Em với Phạm Tấn quay trở lại thăm ba cha con sau Tết. Thì anh có thể cho em với ông bà cô bác biết là sao sức khỏe anh nay sao rồi? Dạ đúng rồi, em hơi mệt chứ anh, khó ngủ. Em thấy là nhìn vào khuôn mặt là ốm hơn rất là nhiều này. Tại em thiếu ngủ á, em ít ngủ, ngủ không được anh. Nghe chị hồi nãy chia sẻ là nay anh ngủ ngồi không hả? Dạ. Là sao ngủ ngồi anh? Ngủ cái bố anh, em nằm xuống thở không được, nên ngồi nghiêng ngủ mới được. Dễ thở. Dạ. Ôi anh Đồng ơi, cái chân nè, anh Đồng ơi, coi cái chân nè, trời ơi, sao mà phù dữ vậy anh? Dạ. Sao cái chân phù dữ vậy? Em không biết, lúc này nó mới chị anh, nó phù bự vậy. Trời ơi. Bữa hôm em cũng quên hỏi là tình hình hiện tại là hai cái chân của anh thì bác sĩ nói sao, còn có khả năng chữa trị không? Hai cái giò em á là giờ không có chữa trị đi được, nhưng mà bác sĩ kêu là lên làm bệnh viện để cho em không biết cái, bữa hôm là em đang khám bệnh á, bác sĩ nói là em bị nặng lắm rồi, nếu mà lên nằm qua thẳng á có thể kéo dài được thời gian cho em chút đỉnh nữa, ý là cho em lo sống lâu được chút, còn mà không ấy là bác sĩ nói là để nằm lề là làm luôn á, không có đi được á. Là chân này giờ đâu có đi được hả? Dạ không. Là anh bị chân như vậy không đi được là hôm trước em quên hỏi là bao nhiêu năm rồi? Gần nay gần 3 năm anh. 3 năm là không có thể đi được. Dạ. Là muốn di chuyển trong nhà là anh nhờ người con cứ kéo giống bữa hôm hả? Dạ đúng anh. Trời ơi. Mắt cảm giác hết đi được rồi, là không có đi được. Là bữa giờ thì ba cha con ăn cái Tết như thế nào, có thể chia sẻ với em với ông bà cô bác biết được không? Dạ cũng bình thường, cũng ăn Tết rồi cũng chúng được Tết cho mấy đứa nhỏ rồi đi vòng vòng chơi được ngày hai ngày rồi đi bán tiếp à. Dạ. Dạ cũng đi bán bình thường. Dạ bữa hôm thì có một cái chị coi kênh của em có bình luận là cũng không biết ba cha con của anh đâu, mà bữa hôm thì hình như là Tết 28, Tết 27 Tết thấy là anh chở một con đi mua hộp cơm ở cái tiệm của chị á, nói rất là thương luôn. Mà khi đó là chưa biết anh với bé. Dạ. Là cứ Tết là cứ đi mua cơm hộp ăn vậy anh? Dạ đúng rồi, cơm hộp không anh nấu. À, là không nấu được anh? Dạ không nấu được, trên cơm tiệm không à. Rồi Tết này thì có mua gì chuẩn bị Tết không? Có mua bánh kẹo, mua lặt vặt rồi, còn không có mua đồ ăn nữa, chỉ ăn nào ăn tiệm chứ, ta cho không à. Dạ. Hồi hôm nay là anh mới đi bán vé số về hả? Dạ, mới đi bán nha. Nay thì bán được bao nhiêu tờ? Bán được 140, ngày nào em cũng mấy 140 vậy á. Đi bán còn hai mấy tờ. Hai mấy tờ hả? Dạ. Là tính là về nghỉ ngơi rồi đi bán nữa không? Chà, chút nghỉ là thiếu đi bán nữa. Hồi nãy thì thấy là về ai tặng mì hay gì, hay là mua về cho con á? Người ta cho, nay dầm á rồi đi ngang người ta cho. Người ta cho mì chay. Dạ. Dạ. Hôm nay thì anh thở rất là mệt nha. Sao anh mỗi hôm tụi em có đưa một cái số tiền sao mình không đi bệnh viện đi mà mình phải để ra nông nổi như thế này anh ạ? Tại em giờ em đi bệnh viện này không có ai nuôi hết à, tại em còn mình à, em đi lên chảnh thì nằm không có ai lo được, chứ em tới luôn không được nữa. Rồi lỡ may mà anh có mệnh hệ gì thì liệu rằng các con của anh là như thế nào đây, anh? Con đứng im đi. Em cũng chưa biết nữa. Qua đây con em, qua đứng cái nào ngoài tới đó em cũng không tính được nữa. Ba này. Tại vì anh Đồng còn nhớ không, đợt vừa rồi thì mình có đưa một cái số tiền cho anh và có nói với anh là sẽ cố gắng đi bác sĩ đi để xem thử như thế nào. Nhưng mà anh lại không có quan tâm về cái sức khỏe của anh mà lại anh quan tâm về những đứa bé, những người con của anh đúng không? Dạ, tại em cũng đi bệnh viện lắm mà chảnh rồi em nằm rồi không có đi tới đi lưu được, rồi không có ai chăm sóc hết, rồi con cái em ở đây không có ai lo nữa. Rồi em chứ uống thuốc đỡ bên ngoài, chứ uống giảm đau, muốn uống tay gì muốn giảm đau chứ đỡ không à. Thì ngày nào cũng uống vậy dặm dặm cho nó đỡ đau. Ý là giờ anh là chỉ uống thuốc giảm đau để đỡ đau nhất để có thể đi bán vé số thôi hả? Dạ. Là bữa hôm số tiền đó là anh dành cho con hết, là anh cũng không dám đi bệnh viện hả? Dạ. Sao ạ?
Thì em nói là em lên viện về em nằm không có ai lo hết, em nằm một mình chả nè. Rồi em đi tới lui không được nữa. Ờ rồi là bên ngoại thì có thường xuyên qua thăm anh với hai con không? Thì cũng lâu lâu mới qua, như qua cho coi mấy đứa nhỏ là sao rồi không về. Dạ. Chứ không có, không qua thường xuyên lắm, lâu dạ. lâu mà dạ. Cho em hỏi là hiện tại là anh đã có thẻ bảo hiểm hay gì chưa? Dạ có bảo hiểm. À, bảo hiểm là tự mua hay là nhà nước cấp anh? Tự mua. À là có mua rồi ha? Dạ. Là vậy là đi khám thì chi phí nó cũng bớt mà đỡ mà đúng anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Con cái là em chảnh giờ cũng khó khăn, đó là tới lui không được rồi. À giờ là người thân người nhà còn ai không? Còn mà nói chung là không ai hết đó. Mẹ ba giờ là người ở nơi hết rồi, không ai hết, cái mình em mà, nên em đi bệnh viện. Ý là còn anh em bà con gì không? Không, anh em bà con giờ ai cũng ở xa, không ai lo em, tự em lo em mà, em tự túc rồi. Giờ ví dụ bây giờ có số tiền thì bên ngoài có ai hỗ trợ anh đi bệnh viện không? Chắc cũng không luôn, tại em tự lo chứ em không ai lo cho em. À cho em hỏi một điều nha, điều này thì anh có thể trả lời thật giúp em và nó hơi tế nhị một xíu. Dạ. Đó là từ ngày mà em đăng tải video lên thì vợ có gọi điện hay là có trách móc gì anh không? Dạ không, không có điện. Không điện luôn, chắc chỉ có thể xem được video này. Em không biết mà em không thấy điện gì, không có gì hết. Không điện luôn? Dạ. Rồi Tết cũng không về thăm con luôn hả? Không. Thật luôn anh? Dạ, không có giờ thật. Hỏi mấy đứa anh được. Con trai qua đây coi. Sao hả? Sao tự nhiên khóc vậy? Thôi được rồi. Ý là bữa Tết nay thì ba có mua kẹo bánh cho mấy con không? Dạ có. À bữa giờ thì ba thấy sao? Ba không ngủ được hả? Dạ. Con chào ông bà cô bác đi coi. Chào ông bà cô bác. Ừ. Người bé này thì ai cũng khen xinh này, tấn này. Ừ. Nói như người Tây vậy đó. Đây, sống mũi rất là cao luôn. Rồi bữa giờ là mẹ con Tết nhất rồi, mẹ con có mua quần áo hay là có mua kẹo về cho con không? Dạ không. Không có gì hết trơn luôn hả? Thì con dạ. Có buồn điều đó không? Dạ có. Con buồn hả? Con buồn sao? Con buồn sao? Con nói chú nghe. Không biết. Thí dụ như đi ra đường người ta Tết nhất là người ta có bạn bè, có cha, có mẹ, còn mình thì không có được ai quan tâm vậy đó. Nói chung là hai bé này hiện tại là thiếu tình thương mẹ từ nhỏ này. Rồi là ba thì bị như vậy á. Con gái con gửi lời chào ông bà cô bác đi con khoanh tay lại. Dạ. Con khoanh tay lại, con chào ông bà cô bác đi. Con chào ông bà cô bác. Chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe đi con. Chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. À Tết vừa rồi cho chú hỏi là con ăn Tết có vui không? Dạ vui. À có bánh kẹo có đồ mới không? Dạ có. Ai mua cho con? Dạ ba. À ba lấy tiền đâu mua ta? Dạ lấy tiền của hả? Mạnh Hùng Quân. À. Đây cũng là một chị, cho đây đây có nhiều chị hàng xóm đây. Chị chia sẻ là của Tết rồi là Tết núc là chị ở gần đây thì có thấy là mẹ của bé về không chị? Không, nào giờ không thấy mẹ của bé. Ủa Tết cũng không về thăm con luôn à? Không, có mấy cha con đi tới đi lui không thấy. Ví dụ như em nghĩ nếu ví dụ như không còn thương cha thì cũng còn con đúng chị? Ví dụ kể cả hai chị đi. Sau này ví dụ như mình mà không thương người chồng thì cũng tất nhiên người con là khúc ruột mình đẻ ra thì phải thương đúng chị? Đúng rồi, Tết mình cũng Tết mình thăm con mình, mua này mua kia cho con mình nó vui. Mua một bộ đồ, hai bộ đồ mình cho con mình nó ăn Tết cũng đỡ. Nó đỡ tuổi nó mà này chị cũng chưa có thấy mặt mẹ bé làm sao. Chị là người bán đầu đường đúng không? Nếu mà chị mẹ bé về là biết liền đúng không chị? Đúng rồi, tại đi ra vô mỗi ngày nào cũng hỏi nó hết á. Hỏi dạ. Ăn Tết làm sao con, ăn ở đâu vui không hay gì. Dạ. Ngày nào cũng hỏi nó hết á. Thì bé nói sao chị? Thì nó nói ăn ở nhà vậy thôi, cũng vui ở nhà. Mẹ nó thì nào giờ mình không có thấy, không có gặp, dạ. Không có biết. Ngoại thì có chị có thấy có, ngoại sao? Có thấy ngoại. Lâu lâu ngoại qua dắt đi mua bánh. Thì có thấy ngoại ra mua nước cho nó uống với mua bánh cho mấy đứa. Dạ, giờ có một cái vấn đề là nó khá là khó khăn ở đây. Đó là ví dụ như anh mà đi bệnh viện không ai chăm ai lo này. Bây giờ sẵn đây chị nói luôn, như thay vì giờ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ tiền cho em ha. Thì bây giờ mấy em có thể kiếm người săn sóc cho em. Y như là cái em mà nằm chờ chết ở nghĩa địa đó. Bây giờ chỉ có nhờ em cầu cứu em vậy thôi. Giúp cho em cho nó nằm bệnh viện để nó sống được ngày nào với con nó cũng đỡ. Đó. Em có thể giúp cho em nó vậy được không? À, nghĩa là mình thuê người chăm. Đúng rồi, thuê người chăm. Thuê người chăm thì chi phí nó cao chị ạ. Ngày cả mấy trăm ngàn cơ. Chứ giờ làm sao giờ? Bây giờ đó, mình đưa em đi
xét nghiệm tổng quát hết này nọ rồi mình cái xin... đó không biết ở đây thì có ai giúp được anh đó đi một ngày không? Mình xin bác sĩ lấy thuốc về cho ảnh uống. Chỉ là ví dụ như là đưa anh đưa anh lên bác cái sĩ. Cái đó phải có cái người thân một người. Không, ví dụ mình thuê người ta một ngày cũng được. Đúng rồi. Đưa một thuê thì chắc có thể là thuê được. Ý là chị ở đây ví dụ thôi, em muốn thuê một người mà đưa anh này đi khám một ngày là trả bao nhiêu đó, thì chị có giúp được em cái đó không ta? Cái đó thì chắc mình hỏi chắc cũng có thể ví được. Ví dụ như thuê cái chú mà chạy xe ôm cũng được, là chú chạy chở lên luôn. Thuê cái người nào người ta rành á, ta rành bệnh viện, ta biết bệnh viện. Đúng rồi. Đó là giờ hỏi lại hỏi ý kiến của anh đi. Ví dụ như giờ thế này anh này, giờ là có ông bà cô bác giúp cho anh số tiền. Dạ. Thì anh có muốn mình là đi điều trị bệnh hay là anh muốn nguyện mong ước như thế nào? Dạ thì em cũng đi bệnh viện để xem khám bệnh coi coi em bệnh sao anh, chứ để cái dài thời gian được chút lâu lâu chút. Dạ. Con em nó dễ con em. Chứ giờ em muốn biết sao. Em cũng muốn đi bệnh viện lắm chứ. Ý là anh muốn đi mà không có điều kiện để đi. Dạ đúng anh. Là chỉ mua mấy viên thuốc paradol giảm đau anh uống thôi. Dạ. Chỉ dám vậy thôi hả? Dạ. Ôi dạ. Chứ nó đau, đỡ đau. Ngày nào nó cũng đau, chịu không nổi. Anh chỉ muốn là uống là để cho nó qua cái cơn đau đó thôi. Dạ. Có cái nào mà đêm mà đau cả đêm anh ngủ cũng được không? Có chứ anh, có mấy đêm bữa ba bốn ngày không ngủ luôn á. Chỉ nằm nhắm mắt để đó thôi chứ không có ngủ, như nằm gần sáng thì nó đi được 1 tiếng đồng hồ rồi không à. Dạ. Mình có thấy buồn không? Lúc đó mình thấy tủi thân không? Nó mệt. Nó mệt chị, không nó bị lừ, không ngủ được mấy ngày là nó mệt. Với em nó không có nằm được, em ít nằm được, nằm lâu lâu nằm được. Là số là em ngồi cái bố em ngồi nghiêng nghiêng vậy không à, chứ nằm thẳng là nó thở không được. Dạ. Cho em hỏi cái này nha. Dạ. Thí dụ như cái lúc mà mình bất lực nửa đêm nửa hôm rồi đó, mình bất lực rồi mình không đi được bệnh viện rồi các con rồi không ai lo. Rồi anh có suy nghĩ gì về vợ anh, nói là anh kêu cầu cứu vợ nó, vợ ơi à về đây chăm sóc và con giúp anh 2-3 ngày, tức là trong cái trí tưởng tượng của anh có suy nghĩ vậy không? Dạ không. Dạ không. Ta có gia đình này cũng không quan tâm nữa. Nói chung là cũng không quan tâm, thấy không quan tâm tới con cái hết là em cũng... Ý là khi mà bữa hôm anh chia sẻ là khi mà vợ anh ra đi, thứ nhất là do anh bệnh tật. Dạ đúng rồi. Thứ hai là do mình nghèo nữa. Dạ. Là không có tiền, không thể lo được cho chị á, thì chị mới ra đi, đúng anh? Dạ. Dạ. Vậy anh có giờ anh có suy nghĩ là với mấy chị đây có suy nghĩ là ví dụ như mình nhận được số tiền lớn thì vợ có quay về không? Em cũng không biết, chắc không luôn đâu, tại em nghĩ đi rồi chắc không về đâu. Dạ. Nếu mà về liệu nếu mà về á thì anh có chấp nhận? Dạ không, chắc em không chấp nhận đâu. Tại giờ em cuộc sống con em đủ quen rồi, em cũng không cần nữa. Chung là người ta có gia đình nữa rồi. Quen thì quen nhưng mà bây giờ anh phải gồng gánh như thế này. Dạ. Anh thì không, nói chung là bữa hôm thì chị có thể qua đây này, chị giúp em với. Bữa hôm qua đấy chị. Bữa hôm thì nhiều ông bà nhiều cái bình luận nói là tại sao lại để tiêu đề là người cha ôm con chờ chết. Tại vì là khi đó thì anh chia sẻ là anh cũng muốn chết và là căn bệnh của anh là căn bệnh giai đoạn cuối không rồi, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Là mình cũng đường cùng rồi. Dạ. Dạ khi đó thì anh là chia sẻ là anh giờ không còn cách nào hết, đúng chị? Là cũng giống như là mình ôm con chờ chết vậy thôi, chứ cũng đâu có tiền đi bệnh viện. Dạ đúng rồi. Đó là thực tế của anh. Thì Đồng cũng để theo tiêu đề theo cái hoàn cảnh của anh hiện tại. Dạ. Nói chung là hiện tại anh là bữa hôm là anh nói mấy thứ bệnh? 5-6 bệnh anh. 5-6 bệnh mà dạ. Toàn giai đoạn cuối không? Dạ. Thì nó giống như là ôm con chờ chết thôi chứ biết làm gì nữa. Em cũng bị lâu rồi đó, nhưng mà hơn cái em gặp chị đó. Bữa đó chị cũng qua nhà mấy đứa em chơi nè. Sao tình cờ chị thấy em quẹo vô bán vé số và chân cẳng sưng hết. Rồi chị mới nghe em này kể nè, kể về hoàn cảnh. Đó, cái chị thấy chị thương, chị nói thôi gì để chị nhờ thầy giáo Đồng giúp cho em. Chị mới hỏi em chứ em đồng ý không? Em nói em đồng ý. Đó, cũng là hên là em gặp chị đó. Chứ không thôi là em mà không gặp chị là em cũng chưa có được ai giúp đỡ. Sao chị? Bây giờ là có số tiền lớn á, thì giờ nhờ thầy giáo giữ giùm, rồi thầy giáo á, giờ muốn là đưa em này đi bệnh viện khám hay gì á, mình nhờ một người đưa đi một ngày khám tim với thận xong mà lấy thuốc cho em uống một ngày đi. Còn tiền nhiều thì nhờ thầy giữ giùm có cần. Đi khám là thế nào người ta cũng mất nhập viện rồi. Nặng quá rồi. Nhập viện thì không ai lo. Lo thì phải mình phải thuê. Thuê người, ví dụ như là đợt đó em thuê bên anh Tuấn cái địa là một ngày 500 ngàn á. Và anh Tuấn thì khó chăm sóc hơn anh này. Anh này thì tự ăn tự uống được, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Một là vậy mà hai nữa là hai đứa bé này ở nhà liệu rằng ai lo đây, nếu mà là quan trọng à.
Nếu đó. Hai đứa bé này ở nhà là bà ngoại có thể là ở bên bà ngoại được không? Dạ rất được. Nếu em ấy em gửi được. Gửi bên bà ngoại thì được. Gửi đỡ bên ngoại đi. Bữa hôm anh cũng chia sẻ lỡ mà anh có mệnh hệ gì thì cũng nhờ bà ngoại cưu mang đúng không anh? Dạ, anh có nè. Anh có bao giờ anh tâm sự điều này với bà ngoại chưa? Bà ngoại quá tự bà biết mà. Ý là anh có tâm sự là lỡ anh có mệnh hệ gì á? Em cũng có nói rồi. Em nói anh nói sao? Em nói là chừng nào mà em có đi đột ngột á thì cái mẹ nhớ giúp con với coi hai đứa nhỏ giùm con. À rồi bà ngoại nói sao anh? Mẹ bà nói là tao chết thôi chứ tao còn sống mà tao lo. Rồi là bà nếu lễ bà ngoại lớn tuổi chưa? Bà ngoại cũng già. Vì bà ngoại thì trăm tuổi già thì ai cũng phải mất đi đúng tấn. Rồi là khi mà bà ngoại mà trăm tuổi già thì hai bé nó còn quá nhỏ thì ai lo hai bé tiếp theo này. Thấy đó em cũng chưa biết nữa. Nói tới đây là anh khóc à? Nói chung là anh nhìn gượng cười cho hai bé vui thôi. Nhưng mà trong lòng anh rất là đau đúng không anh? Suy nghĩ về vậy thì rất là đau. Nói ra đi không có sao đâu. Nứt không nhỉ? Đứng này xích ba nè. Cái bà ngoại chừng nào bà ngoại chết thì tính chứ giờ em chắc em đi trước bà chắc rồi thì sao anh biết anh đi trước bà ngoại được, mình còn nước còn tát mà anh. Dạ mày em lấy lúc này hơi mệt. Dạ lúc này nó yếu rồi là anh cảm nhận được hả? Dạ nói chung là giờ là biện pháp đầu tiên này là anh phải đi khám một lần tổng quát. Dạ sau đó thì sẽ lấy thuốc uống trước. Dạ để mình duy trì lại cái sức khỏe của anh trước đã, sau đó thì mình sẽ tính cái chuyện là có nhập viện điều trị hay không. Dạ. Và có một cái hồi nãy đi dọc đường thì Đồng có nghe một tin khá là bất ngờ và nghe là khá là sốc này. Thì đó là Tấn có nói là có một mạnh thường quân nói nếu anh cắt bỏ đi đôi chân, mạnh thường quân sẽ cho anh số tiền. Em sợ cắt xong rồi sẽ chớm đi hả? Tại vì là biết sao Tấn giải thích cái câu chuyện đó coi thật. Tại vì như thế này cô chú anh chị, có một quý mạnh thường quân có nói với Tấn là cứ thử lên hỏi ảnh xem đi. Là tại vì là rất là nhiều người ta thấy mà người con mà mang cái chân của cha như vậy bỏ lết mà biết bao nhiêu năm nay rồi thì hỏi bác sĩ là cắt cái chân này đi. Cắt cái chân này cho khỏe anh á. Đỡ phải cực nữa, anh không cần phải đau đớn, anh không cần phải gì nữa. Đó là cho nó khỏe hơn thì hỏi bác sĩ là nếu mà cắt được á thì chị đã sẽ hỗ trợ cái số tiền cho anh cắt giống vậy đó. Dạ. Nghĩa là thế này nè anh, là ra nói là giống như là nói là nếu anh cắt chân thì chị đó sẽ cho một số tiền lớn. Đúng rồi. Đó là cái điều kiện như vậy. Nghĩa là trong đó thì em cũng giải thích rõ như thế này, nghĩa là chị coi video chị thấy là chân anh không còn cảm giác, không còn đi lại mà nó bị hoại tử dần á. Thì chị nói là để chân dậy thì là một cái gánh nặng cho anh á. Là nó sẽ nhức nhiều hơn và sao đau nhiều hơn. Mai mốt chị... là nó hoại tử ở chỗ này. Hoại tử á. Đưa em đi khám xong và hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ bây giờ á, cắt hai cái chân này em có thể là em khỏe không? Mình phải tới bác sĩ rồi mình mới biết. Chứ giờ quý cô chú chị này, bữa hôm chị Mạnh Thường Quân đó coi rất là kỹ. Nghĩa là cái chân của anh không còn cảm giác mà nó hoại tử đúng không anh? Hoại tử rồi. Hồi nãy là anh nói là nó lở loét rụng thịt đúng không? Đó thì rụng nó hai bên rụng. Hai bên rụng đang băng nè. Nè cái chỗ này là nếu mà quay sát vô sẽ thấy cái hốc vô này. Là không có mở. Mở sẽ bị ghê lắm. Đó cái hốc này nghĩa là bị rụng thịt đúng không anh? Lủng rồi. Là có giòi không anh? Dạ không, mà nó không có giòi nhưng mà nó bị lủng rồi. Rụng thịt dần dần. Dạ. Là cái chân này hiện tại anh còn cảm giác không? Không. Đau có biết không? Lâu lâu thì nó căng, nó tê da thôi, da nó căng. Chứ còn không còn cảm giác đau, ví dụ như cái con gì cắn vậy này chắc không nghe nhỉ? Không. Hết biết rồi, lấy cái cây sắt gõ vô chưa đau nữa. Sắt gõ vô cho mà con mà không nghe đau. À, không đau. À, nghĩa là chị đó có ý tốt, nghĩa là chân không còn cảm giác, để thì nó sẽ hoại. Vì dưới này là dinh dưỡng nuôi không được, nó sẽ giống như cái cây bị chết đi á Tấn, nó sẽ rụng dần thịt. Do chị đó. Để nó hành xác. Giờ mình đã lo cái tim cho ảnh khỏe đi, có sức khỏe mình mới mổ này được, chứ đưa cái này là không đủ sức khỏe là không chịu được đâu. Bây giờ lo cái tim cho ảnh chứ chết đi. Nhiều người mà không hiểu hồi nãy cái câu mà Tấn nói là không hiểu là gì, nghĩ là cái chị đó ra điều kiện là cắt bỏ chân rồi mới cho tiền á. Nếu anh cắt bỏ đôi chân thì chị ấy sẽ cho một số tiền lớn, là không phải là ra điều kiện mà là muốn anh tốt cho anh thôi. Dạ dạ.
Nhưng mà bây giờ là quan trọng là đưa em đi bệnh viện đi, xong rồi hỏi bác sĩ. Giờ em có thể cắt cái chân này mà em thì thấy đó, chị khỏe không? Chị đó cũng ý như vậy đúng, đó. Đúng, đó. Mà bây giờ chỉ có bác sĩ người ta phải ấy thôi. Chứ còn giờ mình ở nhà mình chỉ nói thôi, chứ mình không biết sức khỏe của em nó làm sao. Giờ xuống đó bác sĩ khám. Giờ cho em hỏi này, giờ ví dụ như anh có nhờ được ai đưa anh đi khám một ngày không? Không, em tự đi chứ. Không tự đi, nếu thuê một người đi theo anh. Nếu mà bọn em mà có thời gian á, bọn em đi với anh cũng được, nhưng bọn em giờ là phải đi miền Tây. Cái này là chắc phải lên mấy bệnh viện lớn Sài Gòn. Em này mà đi Củ Chi người ta cũng chuyển à. Bệnh viện Củ Chi cũng sẽ chuyển về thành phố. Phải đi bệnh viện tiêm. Tại em nó nặng quá. Cái này chắc là cho ảnh nó đi gấp anh Đồng, tại vì cái hơi thở của ảnh kiểu anh mệt đúng không? Em mệt. Nói chung là nếu mà không phải đầu năm đầu tháng mà Đồng nói xui rủi những cái thực tế của anh là như vậy, cái căn bệnh của anh như vậy, nếu mà để đây vài hôm nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với anh. Hai bé này thì rất là ngây thơ này, đứng lên đi con. Không, chưa có biết chuyện gì đâu. À. Rồi bữa hôm ai cũng nó khen bé này xinh này. Sao mũi giống Tây chứ người ta? Con không biết nữa. À, đẹp á. Rồi giờ đi về với chú nuôi con được không? Dạ không. Rồi con ở với ai? Ở với ba. Sao ở với ba? Ba ở ăn cơm hộp không mà? Thôi, ngon. Ngon hả? Ăn cơm tiệm. Ủa, bữa hôm cho em hỏi là cái ở đây anh một tháng là đóng tiền phòng bao nhiêu? Ở đây chủ nhà cho em ở không có đóng tiền. Rồi. Ôi sướng vậy? Dạ. Em chỉ đóng tiền điện với nước thôi. Ôi chủ nhà đây tốt chứ ạ. À, thay mặt thì gia đình ba cha con thì gửi lời chủ nhà tên gì anh? Em cũng không biết tên luôn. Anh có gửi lời gì không? Em lời gửi cảm ơn chứ. À, rồi em cũng thay mặt ba cha con gửi lời cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đã cho ba cha con ở đây không lấy tiền mà vòng phòng là phòng rộng nhất đúng không? Dạ. Rồi chúc anh chị năm mới phát tài phát lộc. Rồi giờ cũng không để anh chờ lâu, chắc là Đồng sẽ mang niềm vui đến cho anh. À, em sẽ công bố danh sách quỹ nhà hảo tâm ha. Yeah. Gửi số tiền về, hai con đứng lại đây nè. Ông bà cô bác gửi số tiền về giúp đỡ cho ba cha con nè. Tấn cùng cái này giùm anh. Ôi nặng quá vậy. Đứng không có đâu. Mấy tỷ hả? À, đầu tiên thì Đồng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quỹ nhà hảo tâm rất là nhiều, đã thương yêu ba cha con gửi về số tiền. Thì trước khi công bố danh sách thì Đồng sẽ gửi lời cảm ơn trước. Bây giờ thì Đồng sẽ xin phép công bố danh sách cụ thể. Đến thời điểm hiện tại, những số tiền mà Đồng đã nhận được về tài khoản của Đồng cũng như tiền mặt á, thì Đồng đã liệt kê danh sách quỹ nhà hảo tâm đây rồi. Để bây giờ Đồng sẽ công bố lên. Đầu tiên là chị Trần Thị Mỹ Linh, 2 triệu đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 1085, 100 ngàn đồng. Cô Năm ở Tiền Giang gửi 1 triệu đồng. Dì Tiên bên Mỹ gửi 1 triệu đồng. Chị Thơ Thủy ở Nghệ An 300 ngàn đồng. Chị Loan Thị Ngọc Võ 100 USD đổi ra được là 2.430.000 đồng. Một tài khoản xin giấu mặt 500.000 đồng. Nguyễn Văn Lương ở Đắk Nông 1 triệu đồng. Cô Vân Tarek gửi 100 USD đổi ra được là 2.450.000 đồng. Bùi Thị The gửi 300.000 đồng. Cô Hương ở Bảo Lộc gửi 1 triệu đồng. Trần Thanh Hoa gửi 1 triệu đồng. Ông bà Út Tư Ga Di An gửi 500 ngàn đồng. Út Trinh gửi 500 ngàn đồng. Anh Nguyễn Thanh Sang gửi 2 triệu đồng. Phan Hùng, Thế Bùi thì gửi 200 USD. Đổi ra được là 4 triệu 850 ngàn đồng. Bùi Đức Hân ở quận 12 gửi 500 ngàn đồng. Chị Jenny Tăng gửi cho gia đình là 2 triệu đồng. Cô Lâm Thị Cẩm Vân ở Mỹ gửi 4 triệu 840 ngàn đồng. Chị Chi Nguyễn gửi là 2 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Bình gửi cho ba cha con là 300 ngàn đồng. Cậu Với Long An gì đó gửi 1 triệu đồng. Bố Huệ Hằng gửi 1 triệu đồng. Chị Liên gửi 500 ngàn đồng. Trương Thị Thúy Liêm gửi 500 ngàn đồng. Bảo Trân, chị Thúy gửi là 1 triệu 500 ngàn đồng. Cô Vân thành phố Hồ Chí Minh gửi 500 ngàn đồng. Cô Tám Ngon ở Bình Dương, Tám Ngon hay Tám Ngôn gì đó gửi 1 triệu đồng. Bùi Ngọc Thiệt gửi 300 ngàn đồng. Trình Bình Thanh gửi là 200 ngàn đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 6325 gửi 200 ngàn đồng. Anh Trương gửi cho gia đình 5 triệu đồng. Cô Âu Quý ở nước ngoài gửi 100 USD đổi ra được 2 triệu 430 ngàn đồng. Cô Nhung ở Mỹ thì gửi là 5 triệu đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối là 3 5 số cuối là 39542
gửi nội dung là từ thiện 3 triệu đồng. Cô Kim Quy gửi 100 USD đổi được ra là 2 triệu 430 ngàn đồng. Cô Kim Liên ở Florida và chú Thiêm Thới ở Calgary gửi là 4 triệu đồng. Chị Dương Mai 200 USD đổi ra được 4 triệu 868 ngàn đồng. Nguyễn Thị Thanh gửi là 2 triệu đồng. Cô Quận Năm gửi 5 triệu đồng. Thị Hiền Trương gửi 2 triệu đồng. Cô Loan gửi 300 ngàn đồng. Đinh Trọng Tiến gửi 1 triệu đồng. Cao Thị Mộng Hằng gửi 500 ngàn đồng. Chị và cô Phấn ở nước ngoài gửi 4 triệu đồng. Người ở Mỹ xin được giấu tên 1 triệu đồng. Cô Hành ở Tây Ninh gửi 2 triệu đồng. Nguyễn Thị Yến Như gửi 300 ngàn đồng. Anh Lê Phong gửi 1 triệu đồng. Đai Si Nguyễn, chị Đai Si Nguyễn gửi là 4 triệu 200 ngàn đồng. Đinh Thúy ở Tây Úc gửi là 2 triệu đồng. Cô Lệ gửi là 2 triệu đồng. Chị Thị Trung Nguyễn gửi là 5 triệu đồng. Chị Kim Loan gửi 500 ngàn đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 9517 gửi 100 ngàn đồng. Chị Loan gửi 1 triệu đồng. Cô Quyên ở Sóc Trăng gửi 1 triệu đồng. Bác Nguyễn Văn Lộc ở Bến Cát Bình Dương 2 triệu đồng. Anh Huân Trần Nguyễn gửi 200 USD đổi ra được 4 triệu 940 ngàn đồng. Võ Thị Dung chuyển khoản anh chị Xuyên Dung Hà Nội 500 ngàn đồng. Tổng đến thời điểm hiện tại số tiền gửi về giúp đỡ cho ba cha con anh gà trống nuôi con đó là 106 triệu 338 ngàn đồng. Cả nhà cho một tràng pháo tay cả nhà. Sao chị lên đây coi. Ủa sao tự nhiên đọc tiền xong mà chị cảm xúc vậy? Cảm động mà. Chị thì cảm xúc chị như thế nào? Cảm xúc chị rất là vui cho em với hai cháu. Chị rất mừng thôi, chị cũng thay mặt em với hai cháu cảm ơn Đức Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em và hai cháu. Chị xin cảm ơn. Tự nhiên em đọc xong rồi chị là sao chị? Chị mừng. Ý là giúp được cho anh mà mình là đúng hàng rồi. Xóm mà mình vùng lây chị hả? Đúng rồi. Này anh nghe được cái đó anh thử dưới này sao anh thử dưới rồi? Mừng. Hả? Mừng. Nghe được cái số tiền mà hơn 100 triệu đồng là anh cảm giác như thế nào? Mừng lắm anh. Lớn. Mừng mà lại khóc. Hả? Giờ em đọc lại lần nữa chứ để anh khỏi phải làm giấc mơ nha. Nãy giờ chắc nghĩ đang mơ đúng không? Phải số không? Tiền hiện tại giúp đỡ cho ba cha con là 106 triệu 338 ngàn đồng. Yeah. Rồi, anh thở ở dưới rồi sao mừng lại khóc hả? Sao con trai tự nhiên đọc số tiền lên, con trai có biết số tiền lớn không, là con trai thấy sao? Sao mà con trai tự nhiên đọc tiền xong thấy con trai kiểu có cái gì đó rất là cảm xúc là sao ạ? Cảm ơn bà cô bác. Cha người cha thì nói không nên lời luôn kìa. Hết lên lời luôn rồi. Giờ không biết nói làm sao luôn, vừa cười vừa khóc vừa mừng vừa thở. Giờ thế này nè, giờ thì số tiền này thưa anh có cái dự định gì không? Ví dụ như anh cần em hỗ trợ cái gì hay là sao đó thì anh hiện tại thì là ý anh là muốn như thế nào? Em muốn vào bệnh viện khám bệnh coi làm sao rồi với chứ tình hình trước phải bệnh viện trước để em coi tình hình sao nữa. Nhưng mà lần này là phải nghe lời tụi em là phải đi bệnh viện. Dạ đúng. Chứ không giống như lần trước nữa. Thương con rồi. Thương con là để lại số tiền cho con ăn biết như vậy, nhưng mà mình còn sức còn ấy thì mình còn phải lo cho con. Dạ. Mình mới có tinh thần cho nó có tinh thần nó sống. Chịu không? Chịu không? Chịu. Hứa nha. Dạ. Giờ đi bệnh viện lo cái tim trước đi. Đó. Giờ thế này nè, giờ thì anh có số tài khoản không? Anh có thẻ không? Dạ không. Không có thể. Đó là một vấn đề nan giải nữa. Đó là giờ nhờ thầy. Không thế này nè. Thế nhờ em cầm tiền cũng nhạy cảm lắm. Ví dụ anh có thẻ thì em chuyển vô thẻ cho anh. Giờ em anh có buồn em cũng được. Nhưng mà giờ hiện tại em không thể đưa cái số tiền mặt này cho anh được. Dạ. Tại vì sao anh biết không? Thứ nhất là anh như vậy nè. Rồi là khi mà em đăng tải lên video này thì hàng trăm nghìn người biết. Người xấu có, người tốt có. Rồi là khi mà bà con ở đây đi làm hết, hoặc là nửa đêm nửa hôm, hoặc là đi làm hết, thì anh như vậy thì ví dụ ai vào nhà anh thì anh cũng không có thể làm được gì người ta. Đúng rồi. Rồi là lấy anh xảy ra mệnh hệ gì là em lại là người áy náy nữa. Dạ. Bây giờ mình chỉ đưa cho anh. Không, giờ ví dụ như thứ nhất là giờ em cũng không tin tưởng ai hết. Ví dụ như anh nói là giờ gửi cho bên ngoại hay sao, em cũng không, tuyệt đối em không gửi. Cái này là quý nhà hảo tâm gửi trực tiếp về để giúp đỡ cho ba cha con anh. Dạ. Ví dụ như anh mà đều thì anh có thể mở một cái số tài khoản. Rồi khi anh có số tài khoản
thì em sẽ chuyển vào đó tiền đó cho anh. Dạ. Bây giờ anh, bây giờ thầy giáo cứ giữ nhưng mà cho anh có cái... Đây, quý cô chú anh chị này, đồng không nói dối, đồng đã mang đầy đủ tiền của anh đây rồi. Đấy, ví dụ như là giờ mà anh nói đưa tiền mặt thì đồng cũng không thể đưa cho anh được. Vì là sẽ ảnh hưởng đến anh nữa. Dạ. Theo anh sao anh? Anh muốn sao? Ý là anh muốn lấy tiền mặt hay là anh muốn lấy tài khoản hay là anh muốn gửi? Không, để tài khoản đi, chứ giờ giữ tiền mặt em cũng dám giữ. Giờ ở đây là coi như anh tin tưởng ai nhất, thí dụ vậy đi, trong anh em đừng ngoại là bà con lối xóm. Thì em gửi thầy cũng được, chứ em không biết giao giữ tiền. Không, giờ thế này nè. Anh mở cái tài khoản. Lúc nào mở xong? Anh mở cái tài khoản. Trước tiên là em sẽ trích anh một số tiền đã để anh đi khám trước tiên đã. Đúng rồi. Rồi tính sau tính. Giờ mà để anh nằm đây lỡ mà anh có mệnh hề gì rồi tiền này em không biết trao cho ai luôn á. Tạm thời cái quý cô chú anh chị thấy đồng nói đúng không? Cấp bách nhất là đưa cha đi bệnh viện trước. Đúng rồi. Ví dụ như bà con ở đây này, hồi nãy có nhờ chị tìm người, nhờ người đưa anh đi. Là người ta sẽ dìu anh đi khám nguyên một ngày vậy đó. Mình bao nhiêu thì mình trả công cho họ, không sao hết. Anh có đồng ý ý kiến đó không anh? Dạ dạ, đồng ý. Giờ là còn vé số nhiêu em mua hết để chiều nay anh đi khám luôn cho rồi. Khám rồi xong rồi anh lấy thuốc. Là bao nhiêu tờ? À, bữa hôm thì có nhiều quý cô chú anh chị nói là tại sao... Tại sao là... Tại sao là đồng nhận tiền vé số rồi không trả cho anh? Tại vì tiền vé số đồng chỉ trả riêng sau video. Tại vì quay lên video mà trả tiền thì nó hơi kỳ. Đúng không anh? Là còn nhiêu? Đếm với con. Đếm với con gái. Để chiều nay anh có đi khám, anh đi khám luôn này. Dạ. Làm gấp đi em đứng vô đây đếm này. Chiều nay chắc đi không được đâu. Sao mình phải hỏi người ta, phải hỏi cái người ta đi kiếm người nuôi nữa. Giờ anh là muốn đi liền đúng không? Dạ chắc đi liền cũng được. Em đi cũng chi thử sao. Không được đi cũng chi đâu. Không thì trước mắt thì anh Đồng đã hỗ trợ mua vé số rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ, ngày mai anh cũng nghỉ. Thì bây giờ mình có cái số tiền nữa rồi anh Đồng ha, mình cho ảnh nó nghỉ thời gian anh Đồng. Để anh đi khám bệnh coi xem kiểu như thế nào ha. Không có bán nữa nha. Tạm thời những ngày tiếp theo là quý có cái quý nhà hảo tâm cũng nói rồi. Đồng à, khi người cha giờ hiện tại mệt rồi cho người cha nghỉ một thời gian cho hồi phục sức đã. Rồi để sức khỏe mình đi điều trị được. Giờ thì em sẽ trích tiền ra cho anh đủ chi tiêu cuộc sống những ngày tiếp theo. Rồi là đi khám bệnh nữa. Còn bao nhiêu thì anh mở thẻ đi. Anh có tin tưởng em không? Tin chứ. Không sợ em lấy tiền anh hả? Có đâu. Thầy giúp mà tin tưởng thầy chứ. Rồi đếm nãy giờ đếm có 20 tờ đến 100 tờ nữa đó. Bây giờ anh đi lo bệnh tim trước đi. 20 tờ là bao nhiêu tiền? Dạ 200. Hả? Dạ 2. Hai... À đúng rồi 200 hả? 20 tờ hả? Hai mấy? Đây, cái hôm nay thì trả trước video luôn này. Không mất công này, 20 tờ. Tin con gái á, con gái mà thiếu là con gái chịu nha. Tờ này nhiêu con gái? 200 đúng không? Không. Nhiều. Không. Đủ chưa? Dạ đủ. Rồi biết đâu triệu trúng nữa. Lề xuống là mua cho cha con cái nhà luôn. Khỏi phải ở trọ. Cảm ơn chú. Giờ thế này theo anh là giờ những ngày tiếp theo là anh không bán vé số giúp em nhé, được không? Dạ. Ví dụ anh bán được trăm lời được ngày 100 ngàn đúng không? Là một tuần này cũng được có 700 ngàn rồi. Dạ. Giờ em sẽ trích ra cái phần đó trong này này để cho anh dưỡng sức một thời gian. Dạ. Rồi anh đi khám bệnh. Anh khỏi phải suy nghĩ vé số gì ngoài đường nắng nôi cho nó sức khỏe đó. Dạ. Nha. Dạ. Giờ thì anh chi phí những ngày tiếp theo và chi phí khám bệnh thì anh muốn em trích bao nhiêu trước đi. Anh nói suy nghĩ của anh rồi em sẽ trích cho anh. Anh cần bao nhiêu? Anh cần bao nhiêu? Tiền này của anh hết á. Thôi giờ cãi đầu rồi. Không biết nhiêu nữa. Lấy đại 5 triệu đi. 5 triệu sao đủ? 5 triệu sao đủ? Đủ à, 5 triệu đi bệnh viện 10 triệu đi. Em đưa 10 triệu được không? Dạ. 10 triệu đi. Bây giờ đi bệnh viện còn thuê người ta chắc anh đi một ngày nữa. Giờ thì đây. Nếu mà chiều nay á. Chiều nay anh không bán vé số á. Anh đi mở cho em cái thẻ. Thẻ mở rất là nhanh. Hoặc là mấy cô chú đây hỗ trợ anh xíu cũng được. Không biết làm. Bếp hướng dẫn đi. Em có làm lần nào không? Em không có làm thẻ lần nào. Có giấy chứng minh. Có căn cước có. Là anh sẽ đi mở cho em một cái thẻ. Tên anh nha. Dạ. À. Rồi là. Là cầm bao nhiêu thầy sẽ chuyển cho. Ví dụ như lát nữa em xin số điện thoại của anh.
Dạ. Ví dụ như là anh nói là anh ngày đó anh đi nhập viện mà bệnh viện kêu nói Đồng ơi đón cho đóng cho anh bệnh viện giờ kêu anh đóng 40 triệu thì anh gọi cho em sẽ một là em sẽ chuyển trực tiếp cho bệnh viện, hai là em sẽ chuyển trực tiếp cho anh. Dạ. Ví dụ những chi phí anh cần thì anh cứ nói em nhé. Dạ. Tại vì giờ cũng xin lỗi anh, nếu mà anh buồn em cũng chịu, em không thể đưa số tiền lớn như vậy cho anh tiền mặt được. Dạ. Thứ nhất là nguy hiểm cho anh, thứ hai em cũng muốn an toàn cho anh nhé. Dạ. Dạ. Cái này là em sẽ trích 10 triệu trước này. Cái này là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ. Là 106 triệu mấy trăm là em sẽ trích 10 triệu trước. Qua thì chú kêu thì. Dạ. Giờ thế này này, việc cấp bách đầu tiên á là anh chiều nay nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Và ngày mai. Không, cô kiếm giúp con nhá chị nhá, hồi nãy chị nói. Rồi là hỗ trợ anh đi giúp em, nếu mà em với Thẩm Tấn mà không có công việc em giờ là giúp ở đây xong bọn em phải đi miền Tây rồi. Tại vì bữa Tết đến giờ cũng đông, quý cô chú chị cũng thông cảm là về quê ăn Tết á nên giờ mới đi thăm được những hoàn cảnh. Do vậy cũng tranh thủ, ví dụ như chị mà gửi tiền cho em đi mà lâu rồi mà cũng chưa thấy thăm loại hoàn cảnh đó, chị cũng sẽ hỏi em. Do vậy thì quý cô chú chị cũng thông cảm. Em mà có thời gian thì em có thể đưa anh đi được như anh Tuấn, nhưng mà hiện tại thì đầu năm á rất là nhiều việc anh ha. Dạ. Đừng có buồn em nha. Dạ dạ, có gì đâu. Nhớ quá. Em kiếm một người đi rồi đưa anh đi ha. Dạ dạ. Rồi hiện tại thì anh có thể chia sẻ mà sau khi mà được ông bà cô bác thương ba cha con nhiều như vậy thì cảm xúc anh như thế nào không? Dạ em mừng lắm, em cảm ơn con bà cô bác đã. Dạ anh cứ nói đi. Em cảm ơn ông bà cô bác đã ủng hộ giúp đỡ em đi chữa bệnh. Anh có ngờ là anh được giúp đỡ nhiều tiền vậy không? Dạ không ngờ. Sao hả? Đâu có nghĩ tới nhiều vậy. À dạ. Chị ngửi là 5-7 triệu thôi đúng không? Dạ. Mà hôm nay được 100 triệu. Dạ. Dạ. Nói chung là hy vọng thì sự yêu thương của quý ông bà cô bác á thì giúp cho anh có chi phí như vậy thì anh có thể điều trị bệnh này, kéo dài sự sống hơn để sống với hai con, cho hai con trưởng thành đúng không anh? Dạ. Dạ. Hôm nay thì vui quá rồi. Ráng ăn uống đi, nay ốm quá rồi đó. Dạ. Dạ. Là hiện tại là anh có thẻ bảo hiểm đầy đủ rồi đúng không? Em bữa hôm thì nói thật quý cô chú anh chị, bữa hôm Đồng ý là nếu mà anh chưa có thẻ thì bảo hiểm thì hôm nay lên đây thì Đồng sẽ trực tiếp đi mua cho anh một cái thẻ đầu tiên, thẻ bảo hiểm á. Rồi sau đó mình mới nhập viện được. Nhưng mà anh nói là anh có thẻ rồi đúng không? Dạ. Bảo hiểm còn mua cũng chi không biết ở Sài Gòn có xài được không? Được. Ví dụ như anh lên Củ Chi nếu mà họ không chịu á, lên chủ tịch Củ Chi anh khám trước. Ý là lên ba Củ Chi anh khám trước ha. Dạ. Lên Củ Chi khám trước và anh thấy bệnh anh nặng và anh có nhu cầu xin chuyển tuyến á thì xin chứ có họ giấy cái chuyển viện để khi đó mình sẽ hợp lý cái hình thức là chuyển đúng tuyến á, đi đúng tuyến thì sẽ được hưởng bảo hiểm nhiều hơn. Dạ. Dạ anh nhá. Đầu tiên là ngày mai hay là gì đó anh đi khám trước đi. Dạ. Khám xong rồi về anh mở thẻ sau cũng được. Dạ dạ. Dạ. Anh Đồng thấy hồi nãy giờ là thấy vẻ mặt của anh như thế nào? Có hơn lúc nãy không? Tươi hơn rồi đó, có sự sống rồi đó. Hả? Dạ. Phấn đấu lên nha, cố gắng lên nha. Dạ. Này ba nhà bắt tay nè. Dạ cảm ơn. Cố lên nha. Ba hai con nữa, vô. Hai con nữa, yeah. Vô. Vô nè. Vô cho ba khỏe mạnh coi. Ủa dạ. Sao tay thầy trắng nhất ta? Nha, cố lên nha. Dạ. Cảm ơn. Rồi thì vô đây luôn chị. Thì hiện tại thì điều đầu tiên là chị đầu tiên là anh phải cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng này. Dạ, nhờ hàng xóm thì em mới biết được anh. Dạ. Không có gì đâu. Hả? Em khỏe là chị vui. Dạ, rồi. Cảm ơn nhận người là mình. Dạ. Em khỏe là chị vui. Rồi chị có thể thay mặt cho anh gửi lời gì đến ông bà cô bác không chị? Tại vì anh cũng mệt rồi đó. Giờ đó là mình cảm ơn ông bà cô bác các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em và hai cháu. Thì giờ không có gì hết thì giờ mình cứ xin cảm ơn mạnh thường quân, chúc các mạnh thường quân được nhiều sức khỏe. Ủa, nghe nói là đang uống sản phẩm Cao Trung Sơn như của bên em hả? Đúng khỏe rồi, không? Khỏe. Là chị bị sao không uống? Nhức mỏi với lại bị viêm viêm son nặng á. À. Mà uống vô cái nhức đầu á, mà uống vô giờ nó bớt nhiều lắm. À. Với lại nhức mỏi. Là nó giảm nhiều không chị? Giảm cũng mới uống con hũ á thì thấy cũng giảm như 10% cũng giảm được 40% mà. Vậy là tốt rồi. Với lại bao tử.
Bao tử phần. Chị có cả có thể chia sẻ sẵn tiền đấy, chị có thể chia sẻ là khoảng một tuần đầu khi mà uống sản phẩm bên em vô thì nó sẽ làm cơ thể mệt với hơi bị nó hơi bị lình bình, nó lình bình nó khó chịu. Nhưng mà mình uống khoảng chừng 10 ngày đổ lên là bắt đầu nó từ từ quen. À, do vậy là thời gian đầu thì ai cũng có những cái triệu chứng đó hết. Rồi, đúng đó rồi. Là sản phẩm, tác dụng của sản phẩm. Rồi vượt qua cái giai đoạn đó thì cơ thể bắt đầu mới khỏe được. Khỏe được, đúng dạ, rồi. Nhiều ông bà, cô bác nói, ủa sao uống vô nó mệt người chứ à, sao nó đau chứ à, cô dục thuốc nha. Đó là những ngày đầu tiên, đó là những cái triệu chứng tốt của sản phẩm. Nó tác dụng vô đúng những rồi. Phần... Hôm đó mình có mua cho ông cậu, ông cũng bị thận mà tiểu đường cũng thời kỳ cuối, ông đang chạy thận á. À, mình thấy ổng quá trời mình mới mua bột với mình lấy mật ong á cho ổng uống. Ổng uống ổng ói rồi ổng sợ ổng trả luôn, ổng không uống. Ý là nếu mà chị là một người đã từng dùng sản phẩm và hiện tại chị đã khỏe mạnh đứng được đây rồi, chị có thể chia sẻ là mình phải kiên trì như thế nào không? Đúng rồi. Coi như là cái này mình uống thay giờ mình uống một muỗng mà giờ nó hành quá mình uống bớt lại. Uống ít lại từ từ cái nó quen cái bao tử cái mình hãy uống tăng lên dần dần lên là mình cứ ráng cố gắng uống là khỏe. Chị có công nhận không, sản phẩm có tốt thì nó mới tác dụng cơ thể như vậy. Đúng rồi. Ví dụ như chị đau nhất thì nó sẽ tác dụng vô những phần đau nhất làm cho đau nhất hơn. Và chị có cơ thể mà chị độc tố nhiều thì nó giải độc thì làm cơ thể nó mệt nhiều hơn. Đúng nhưng rồi. Mà sau đó thì nó sẽ hồi phục dần dần. Chị có cảm nhận vậy không? Cảm nhận gì? Hôm nay là dặn là mua mấy hộp à? Mua 2 hộp. Mua rồi đúng không? Mua rồi. Rồi cảm ơn chị nha, chúc rồi. Chị nhiều sức khỏe. Rồi. Thì quý cô chú anh chị giờ thì việc trước tiên đó là đồng với Phạm Tấn sẽ đưa anh đi nhập viện trước để kiểm tra sức khỏe trước. Bao lâu rồi anh chưa được đi khám bệnh? Chắc cũng tại trong Tết là mấy tháng rồi. Mấy tháng hả? Dạ. À. Tại em có đi tự bằng mình em đi á. Em lên đỉnh em khám tổng quát. Anh chắc là khám sơ thôi nhỉ, chứ đâu không chuyên sâu. Xét nghiệm máu với nhưng mà tổng quát luôn à. Ừ. Bác sĩ nói em bị vừa chuyển qua khoa lặn, bắt em nhập viện mà em không có khả năng cái em về. Em bỏ về luôn. Dạ. Bác sĩ nói là không ra nhập viện là không có ổn, phải lên nằm. Bác sĩ không cho em về đâu, bác sĩ nhập viện bên khoa lặn đó. Ừ. Nói chung là hôm nay thì thăm lại anh thì cũng gặp một nhân chứng sống này, đã đang sử dụng sản phẩm bột ngải đen và bột ngải chống độc bên đồng với Phạm Tấn mà có hiệu quả. Đây là vô tình thôi. Hôm qua mà để nói là thăm lại anh thì chị có nhắn tin là nhớ đem cho chị hộp thuốc. Đúng, đúng rồi, không? Đúng rồi. Là em mới biết là chị đang dùng sản phẩm bên em chứ em đâu có biết được. Đúng rồi. Đó thì chị cũng chia sẻ những sự thật thôi chứ cũng đâu, cái này là vô tình nha. Vô tình là gặp được một chị cũng chia sẻ nhiều người lắm, nói uống hay lắm, cứ mua uống đi. Thì mới đầu thì nó hơi giật mình vậy đó, thuốc nào mà không vậy. Thì uống vô thì nó hơi giật chút xíu nhưng mà ráng cố gắng uống vô thì thấy khỏe lắm. Dạ đúng rồi, cái gì có cái bài thuốc nam là cần thời gian và cần sự kiên trì. Đúng chị. Đúng rồi. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi, có gì chị ở đây giúp em tìm cái người để đưa anh đi khám đầu tiên. Rồi. Dạ. Em không biết bác sĩ. Ý là mình lên đó khám xem tình hình như thế nào đó. Rồi là nếu mà bác sĩ nói là giờ cắt thuốc cho anh về nhà uống duy trì sức khỏe, anh tuyệt đối không đi bán vé số nhé. Thời gian này em nghỉ ngơi nhé. Dạ. Được không? Dạ. Rồi là ví dụ như anh hết tiền cứ nói với em xuống thăm hoặc là em gửi chuyển khoản cho anh. Dạ. Nghỉ ngơi cho sức khỏe đó. Nếu mà bác sĩ yêu cầu bệnh này phải nhập viện gấp để điều trị thì mình nhập viện. Nếu mà bác sĩ mà đồng ý là cho về uống thuốc thì mình về chị ạ. Chị ha. Ý là em khi đó em sẽ tính cái đoạn mà thuê người á. Dạ, nên chị yên tâm. Rồi cuối video thì thay mặt hoàn cảnh ba cha con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Cũng đầu năm mới chúc quý cô chú chị một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Đồng và Phạm Tấn và gia đình. Chào ông bà cô bác đi con. Dạ chào ông bà cô bác. Con trai đâu? Dạ